hé lộ thủ quân mới tại Man United sau khi Maguire bị tước quyền. Tấm băng đội trưởng của MU sẽ không còn là của Harry Maguire nữa sau quyết định mới nhất của Erik Ten Hag và ban lãnh đạo câu lạc bộ. Mới đây, chân dung người giữ trọng trách mới đã được hé lộ. Theo The Sun đưa tin hôm qua thì huấn luyện viên Erik Ten Hag và ban lãnh đạo Man United đã chính thức thông qua quyết định tước tấm băng. Đội trưởng của trung vệ Harry Maguire ngay sau khi cả đội tập trung trở lại Carrington để chuẩn bị cho mùa giải mới. Mới nhất, Zamiro đưa tin rằng thủ quân mới tại Man United đã phần nào lộ diện sau những phát biểu của huấn luyện viên người Hà Lan hôm nay. Trả lời phỏng vấn trên MUTV, tất nhiên cậu ấy đã sẵn sàng, đó là Bruno Fernandes. Cậu ấy rất cứng rắn, có trách nhiệm, luôn muốn được chơi bóng và cống hiến hết sức mình cho thành tích chung của cả đội. Tất nhiên, chúng tôi rất vui khi Bruno ở đó vì cậu ấy là một cầu thủ lớn, viên ngọc quý mà chúng tôi may mắn sở hữu. Cậu ấy tạo ra ảnh hưởng rất lớn trong mọi trận đấu của Man United. Bruno Fernandes sẽ là đội trưởng của chúng tôi. Tất cả chúng tôi thực sự hạnh phúc vì quyết định này. Về phần của tiền vệ người Bồ Đào Nha, nhất là khi anh phải đối mặt với khá nhiều chỉ trích về thái độ trên cả sân tập lẫn trong các trận đấu ở quá khứ, hay các phàn nàn chỉ thẳng vào các đồng đội theo ý kiến cá nhân mà chưa phân định đúng sai. Tuy nhiên, anh cũng khẳng định rằng những lời nhận xét và phát biểu của mình chưa bao giờ là thiếu tôn trọng, mặc dù có đôi lúc có hơi đi quá giới hạn. Thành thật mà nói thì có một vài lần tôi đã đi quá giới hạn Tôi nhận ra điều đó. Nhưng bóng đá là vậy, đôi khi có một vài trận đấu mà cảm xúc được đẩy lên cao và cực kỳ căng thẳng, đó là lý do của những sai lầm. Nhưng tôi chưa bao giờ thiếu tôn trọng bất cứ ai cả, dù là đồng đội, các cổ động viên hay nhân viên của đội bóng. Trong đầu tôi chỉ có một ý định là nỗ lực thi đấu hết sức mình, luôn luôn cạnh tranh để tiến về phía trước và giành được càng nhiều chiến thắng càng tốt có thể khẳng định 99% rằng người nhận trọng trách thủ quân mới của Man United sau khi Harry Maguire bị tước quyền sẽ là Bruno Fernandes. Mặc dù tuyển thủ Bồ Đào Nha chưa thực sự được lòng các đồng đội và người hâm mộ. Tuy nhiên, Eric Ten Hag đang hoàn toàn tin tưởng vào phẩm chất của cậu học trò này và sẽ cho anh một cơ hội để thể hiện điều đó.